Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu các bạn là sản phẩm dung dịch cánh bông lốp của Lucky. Thì đây là dạng dung dịch đậm đặc, có nghĩa là đây là dạng cô đặc rồi. Khi mà các bạn muốn sử dụng thì các bạn sẽ về lấy 1 lít này pha với 7 lít nước thì các bạn sẽ được cái dung dịch chúng ta để sử dụng. Thì như bạn thấy là khi chúng ta rửa xe xong ấy, thì cái lốp nó thường như thế này đây, nó sẽ hơi bạc màu và trên này nó sẽ, nếu các bạn để không như này, nó sẽ bị khô và nó sẽ bị vỡ, những cái, nó xuất hiện những cái vân nhỏ nhỏ vỡ lốp đây này. Đấy, thì để tránh cái tình trạng đấy thì bây giờ mình sẽ thường là dùng cái dung dịch để quét một lớp trên bề mặt lốp này. Thứ nhất nó sẽ bảo vệ cái bề mặt, nó sẽ tạo cấp hồng vào đây và làm một lớp bảo vệ ở đây. Cái thứ hai nó sẽ làm đen và bóng lốp hơn, đẹp lốp hơn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ pha ra và mình sẽ làm thử nhá. Mình đã dán 2 phần băng dính ở đây để một phần trên là mình sẽ không quét và mình chỉ quét phần dưới thôi, để các bạn thấy là rõ cái phần sự khác biệt giữa cái phần đã đánh bóng lốp và không đánh bóng lốp nhé. Thì đây là dung dịch của mình. Mình đã lấy sẵn ở đây là nước đây. Các bạn thấy đây là 700ml nước nhá. Đây là vạch 500 này, 600, 700 này. Đấy, sau đó mình sẽ đổ vào cái ca này. Sau đó mình sẽ đong 100ml dung dịch bóng lốp, mình sẽ pha hòa lẫn vào đây. Đây các bạn thấy là vạch đúng 100ml đấy. Đấy, thấy chưa, 100ml nhé. Bây giờ mình sẽ hòa lẫn vào với nước sạch là được, các bạn lưu ý là chỉ cần vào nước sạch là được nhé. Sau khi mình đong xong thì bây giờ mình sẽ khuấy thật đều lên cho bóng lốp nó hòa tan ra nước. Ok, bây giờ mình sẽ quét lên cái lốp này nhé. Ok, sau khi mình đã quét xong thì thông thường mình sẽ quét một cái lớp ở bên phiền này thôi. Các bạn thấy đây, cái phần bên này nó đen hẳn so với bên này đúng không? Nhưng để mà nhìn rõ nhất thì bây giờ mình sẽ chờ một lúc cho nó khô bề mặt đã. Sau đó mình sẽ bóc cái phần băng dính này ra, các bạn thấy là sự khác biệt giữa hai bên nhé. Nhìn thấy nó sự khác biệt chưa? Đây, mình đấy, các bạn thấy bóng không? Tay mình xoa vẻ đi này, nó sẽ phản chiếu cái phần bóng đây. Đấy, thì bây giờ nhìn này, cái bề mặt của nó rất là ẩm, cảm giác nó sẽ có một bề lớp bảo vệ ở ngoài này này. Thứ hai là cái độ đen của bóng nó khác hẳn bên này nhé. Bây giờ mình sẽ bỏ băng dính ra. Đấy, các bạn nhìn thấy rõ cái phần viền giữa hai bên chưa? Phần này là hai bên đều đã khô nhé. Thì bên này là cái phần mà đã được quét bằng lốp này, bên này không quét, nó một phần nó trắng bạc này. Đấy, mặc dù cái lốp này đã được rửa sạch rồi thì nó sẽ không được đen như ban đầu. Đấy, đấy các bạn nhìn này, đấy các bạn nhìn này, cái phần lóa ở đây này nó rất là bóng và là đẹp. Đấy, các bạn nhìn thấy rõ hai phần chưa, hai bên nó khác hẳn nhau về màu, về độ sáng, về màu đen, về phần bề mặt của nó đã được dưỡng ẩm tốt hơn. Thì đến đây mình xin kết thúc cái phần giới thiệu sản phẩm bóng lốp siêu đậm đặc của Lucky. Thì mọi chi tiết xin hệ số máy online 0934423166. Xin cảm ơn mọi người.